Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng đến với một video kỷ niệm đặc biệt. Như các bạn đã thấy ở đây, hôm nay chúng ta đã có 9.835 lượt đăng ký, gần 10.000 rồi. Rất là cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. Đó là thứ nhất, thứ hai cũng sắp đến Tết âm lịch rồi đúng không? Nên là mình quyết định, thứ nhất là để kỷ niệm 10.000 subscriber sắp tới. Và để chúc mừng Tết dương lịch luôn, mình sẽ có một video giveaway. Tức là mình sẽ tặng cho một bạn bất kỳ đã đăng ký kênh của mình và đăng ký kênh Sulai này một tài khoản Minecraft trả phí. Một tài khoản Minecraft VIP ý, mình tặng các bạn, một bạn bất kỳ ở đó. Thì để làm sao để có thì cái tài khoản đấy ạ, bạn chỉ cần bấm vào đăng ký kênh của mình nhé. Vào đây, bấm đăng ký kênh của mình này, vào kênh Sulai này, kéo xuống đây, bấm Sulai này và bấm đăng ký kênh Sulai này của mình. Ok, chỉ cần hai việc đấy. Sau đó hãy comment ở phía dưới video này bất cứ cái gì bạn muốn comment, như là tại sao bạn muốn có tài khoản Minecraft trả phí, hoặc là tại sao cái gì, bạn comment cái gì cũng được. Và sau 2 tuần kể từ ngày hôm nay, ok, mình sẽ đăng một video quay ngẫu nhiên và để xem liệu chúng ta sẽ có người nào may mắn nhận được cái tài khoản trả phí đó. Ok, ở việc chỉ đơn giản vậy thôi, đăng ký và comment phía dưới video, tất cả như vậy là xong. Mình sẽ kiểm tra lại xem các bạn đã đăng ký hay chưa, vậy thôi. Đây sẽ là cơ hội các bạn có tài khoản trả phí đấy. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào video sau và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye.